Thời gian qua đã xảy ra một số vụ người giúp việc trộm cắp tài sản của chủ nhà, lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của gia chủ. Các đối tượng đã trộm đi nhiều tiền bạc, tài sản có giá trị. Với thủ đoạn đó, thì một nữ giúp việc đã liên tiếp gây ra các vụ trộm tại các gia đình trong khu đô thị Times City. Ngày 6 tháng 7, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ, 53 tuổi, trú tại phương Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Quá trình xét xử cho thấy bị cáo Huệ làm giúp việc theo giờ tại các gia đình trong khu đô thị Tham City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3, lợi dụng sơ hở của các chủ nhà, Huệ ba lần trộm cắp tài sản với số tiền 11 triệu đồng. Trước đó, thông qua quan hệ xã hội, bà Christine De Leon, 51 tuổi, quốc tịch Philippines, thuê huệ dọn dẹp tại căn hộ của mình. Ngày 12 tháng 2, bà Leon để một chiếc túi sách ra tại đầu giường trong phòng ngủ. Bên trong túi có 19 triệu đồng, gồm các tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, một tờ 500.000 đồng và 300 đô la. Khoảng 13 giờ cùng ngày khi bà Leon đang ở nhà, thì Huệ đến dọn dẹp phòng khách, khu bếp, nhà vệ sinh, ban công phòng ngủ, khi dọn dẹp phòng ngủ, Huệ thấy chiếc túi sách trên đầu giường và nhận thấy không có ai trong phòng nên mở túi sách rút 25 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng cất vào túi quần đang mặc. Ngay lúc này, bà Ly ông đã đi vào phòng ngủ, nhìn thấy hành vi tái máy của Huệ nên đến công an để trình báo vụ việc. Lần khác vào đầu năm 2023, chị Nguyễn Đắc Trà L 32 tuổi cũng thuê Huệ đến dọn dẹp theo giờ. Sáng ngày 6 tháng 2 khi Huệ vào phòng ngủ của vợ chồng chị L, Huệ đã kéo kệ tủ thấy có 4 phong bì, bên trong để khoảng 45 triệu đồng là tiền mừng tuổi của con chị L. Huệ lén lấy trộm 25 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng để tiêu xài. Lần khác, ngày 11 tháng 3, chị L để số tiền 18 triệu đồng vào một phong bì rồi cất vào ngăn kéo kệ tủ phòng ngủ. Đến sáng 12 tháng 3, vợ chồng chị L đang ngồi ở phòng khách thì Huệ đến dọn dẹp. Vợ chồng chị L theo dõi camera thì phát hiện Huệ mở ngăn kéo kệ tủ lấy trộm 3,5 triệu đồng trong phong bì rồi cất vào túi quần. Khi vợ chồng chị L hỏi thì Huệ thừa nhận đã trộm tiền. Tại phiên tòa, bà Ly ông khai bị mất nhẫn cưới giá trị 61 triệu đồng với 300 đô la. Bà yêu cầu bị cáo bồi thường 46 triệu đồng là tiền tổn thất ngày lương của hai vợ chồng do phải nghỉ làm để giải quyết vụ án và chi phí thuê phiên dịch viên tuy nhiên do vật chứng là nhẫn cưới không có trong hồ sơ vụ án không xác định được thời điểm mất và bị hại không xuất trình được bảng lương nên tòa án không có căn cứ xem xét và chấp nhận các yêu cầu này đã có nhiều vụ án người giúp việc nhân viên công ty cơ quan tổ chức nhà nước trộm cắp tài sản thậm chí sát hại cả những người cưu mang mình nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lòng tham vì hoàn cảnh túng thiếu lười làm ham mê cờ bạc nên nhiều người đã bất chấp pháp luật sẵn sàng phạm tội do vậy công tác tuyển người phải hết sức thận trọng phải luôn cảnh giác lòng tin phải đặt đúng chỗ tránh việc nuôi ong tay áo